Yo, bạn nhảy cái quần gì vậy? Tôi nhảy gangnam style. Ồ, bạn là cái gì vậy? Bạn có ba cái màu gì vậy? Tôi chính là Yummy Traffic. Yummy Traffic hả? Tôi là đúng rồi. Hey ha, si Biker. Bum 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 bum. Tôi là camera. Đây là bum á. Ủa, cái bạn này là cái gì vậy? Yummy Traffic. Rồi, cuối cùng nè, top 3 ngáo camera. Đó em. Rồi, đầy đủ đầy đủ. Gái. Vậy là quá ổn rồi. Ngày đầu tiên cho chơi đi cô ơi. Cái gì không có chơi? Ngày đầu tiên là mình phải tập trung nghe cô giảng bài, nghe những cái quy định ở trong cái lớp học này. Không có chơi bời gì hết trơn á. Trời ơi, không biết cô nói cái quy định gì nữa mấy bạn. Quy định gì để cô khó tính quá à. Để cô nghe cái bài này kia cái. Rồi mấy đứa đợi cô ghi chép rồi sẵn cô đi nấu đáy cho mấy đứa luôn. Mấy đứa coi đồ, đồ chơi giữ cẩn thận nha, đồ chơi mà hư là trời ơi cô không giữ thiệt chứ. Mai mốt mà trong lúc cô nói chuyện mà đứa nào mà chen chen vô là cô giả cái rồi từng đứa rồi đó. Trời quá đất luôn à. Trời ơi. Cô đi rồi nha. Xin thông báo với tụi bay, tao là Hi Ha Sài Biết Cơ, tao sẽ là lớp trưởng. Không, còn lâu. Cái đó còn quan tâm mà không à. Bây giờ mày không cho tao làm lớp trưởng, tao đập mày luôn nha mày. Xin thông báo, nếu thằng Hi Ha này làm lớp trưởng thì tao sẽ là chùm trường. Cô giáo này bà hung dữ quá. Hay là mình đi chơi cái gì cho vui vui đi. Mình trốn học đi. Mình trốn học đi. Được á. Mình trốn học không được đâu, trốn học là bị phạt á. Mày nhát quá, mày nhát thì mày ở đây đi mày. Tụi cả mình sẽ đi chơi. Bây giờ mình chơi trốn tìm với bà cô đi. Mình trốn ra khỏi cái chỗ học này. Để rồi bà cho bà đi tìm chơi. Nhưng mà trốn bằng cách nào? Mở cửa ra mà đi thôi, cửa có khóa đâu. Rồi có khóa đâu nè. Đó. Cái hướng nào hi ha? Coi không biết có nhà của ai mà vui vui không, để tụi mình vô đây chơi đi. Cái nhà xanh trước mặt mình bự á, mà có gì ở chơi á. Cái nhà xanh trước mặt được á, thôi mình qua nhà màu xanh ở đây. Đây các bạn nhà màu xanh đây. Ê lỡ tôi tìm một mình rồi đánh một mình rồi sao? Trời ơi mày ngu quá, bởi vậy mà mới đi trốn, sao cho thiệt kỹ đi, đừng để cô thấy. Ê, vậy trốn đi, trốn đi, trốn đâu. Trốn đi tụi bay ơi, mở đó một cái gì đó. Trốn đi, trốn trên đó ổn không vậy ba? Ổn không sao sao. Trời ơi, rén đu cho kỹ nha, lọt xuống cái là thấy má luôn đó ông nội. Ơi, tao đi, tao không lọt. Trời ơi, để lớp trưởng đi coi mấy bạn khác coi. Là trời. Lớp trưởng ơi, thấy tôi không? Trời, bạn chui trên đó ổn không vậy bạn Dâm ơi, chả phiết men. Ổn sao không? Tôi chui trên đây là không ai thấy tôi đâu, bạn đừng có lo. Ủa, cái bạn tàu hủ ở đâu vậy mấy bạn ơi? Tôi nhìn nè, giờ mà không thấy bạn tàu hủ ở đâu hết vậy nè. Ồ, bạn ở ngồi này nè. Trời ơi, bạn trốn chỗ này an toàn không vậy? An toàn, trời ơi, tôi không có tập trên tường, tôi không thấy gì hết, thì chắc chắn không ai thấy được chưa. Trời đất ơi, thôi mình cũng đi trốn ra. Mình chui vô cái tủ này luôn. Ôi, chui vô, đóng tủ. Có đồ ăn rồi mấy đứa ơi, chuẩn bị ăn nè. Ủa mấy đứa đâu có tiếng trốn rồi. Ủa chui xảy ra vậy mấy đứa ơi. Cái lũ quỷ này nó kêu nó ở đây rồi, mình nó trốn đi ra ngoài chơi nữa rồi. Tốt thiệt chứ. Mình phải đi tìm mấy đứa đó, cho nó một bài học. Hay da, mình đã lục tung hết cái làng này rồi mà không thấy tụi nó đâu hết. Vô đây mình kiểm tra thử coi. Mấy đứa có ở đây không? Có đi, trả lời đi.
bạn ơi, trốn nha, trốn nha, cô đang lên kìa, cẩn thận, cẩn thận. Cái gì, cái gì, nói gì vậy ta? Có ai ở đây không vậy? Nói đi cô, khoan hồng cho nghe, im im là cô quýnh đó. Trời ơi, không. Đừng có nói, đừng có nói. Hai, sao, Zombie, đây đúng không? À, không phải, không phải, không phải, không phải. Vô trốn ở này cho nó an toàn ơi. Thi Ha ơi, Thi Ha, Thi Ha, Speed coi em đang ở đâu vậy? Cái gì vậy? Rồi nè, rồi đừng kìm nữa. Nghe tí nó đứng đây các bạn ơi. À, cái gì đó? Mở cửa hả? Mở cửa cho con đi chơi trốn chết. Thôi cho nó đây. Chạy 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 chạy. Cô mà sao chơi trốn tìm lại em được? Làm lớp trưởng lớp phó vậy á. Tại là cho tụi tao động não, nghĩa là tụi tao dùng đầu
hút cho bả cái này nữa. Mày không hả, bả ở ngoài là cửa sắt đó, mày hút đi cái đầu mày không còn cái gì luôn đó. Thằng Âu tao rất là chuyên nghiệp trong cái việc mà trốn trường. Tụi mày cứ an tâm đi, tao có một chỗ rất xịn. Đừng mà chém gió nha. Mình đã phòng chống như vậy rồi thì làm sao mà tụi nó có để ra được. Mình đúng là cô giáo tặng mình, bây giờ mình đi mua đồ ăn cho tụi nó thôi. Tụi mày lại đây, tụi mày lại đây. Cái gì vậy? Để coi tao sẽ xứng đáng làm trưởng lớp không nha. Còn sao thôi, ok. Nhìn nè, nhìn vô cái này nha, tao sẽ đẩy nó qua. Ê, ghê. Được rồi, chui qua đây, qua nhóc, chui qua, chui qua đây. Trời ơi, ê, qua được rồi. Hay chưa, tao nói tụi bay tao là lớp trưởng mà tụi bay không chịu nghe cao. Cũng được á. Bây giờ đi kiếm một căn nhà nào để chúng ta trốn thôi. La 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 la. Tụi mình vô đây đi. Được á, được á. Được á. Mày định trốn ở đây thiệt luôn hả nhau? Trốn trốn mày độc lạ đi. Tập vô trong kia trốn. Trốn mẹ độc lạ bình định vậy. Không sao, sao vô trong đi, vô trong trong. Trời ơi, này trốn ngộ vậy chứ các bạn ơi. Thôi mình đi vô coi. Trời ơi, nhà nào mà có tôm mà cherry đập qua đập lại, đập qua đập lại đây nè trời. Mình đi kiếm chỗ nào hợp lý coi. Vậy trốn đâu vậy ta? Ok, bây giờ. Đây rồi, đây rồi. Ok, ok, bỏ giúp mình ra thôi. Ôi, cũng đâu. Trời, được rồi, được rồi. Đóng tủ lại. Chỗ này là vô địch là khỏi ai tìm thấy mình luôn. Mày chui vô đi các bạn ẩu. Đi, từ từ, đừng có đánh tôi, đừng có hỏi tôi. Rồi. Ai đánh gì đâu trời. Ẩu thiệt sự á chứ. Rồi, trốn vô cho. An toàn không ta? An toàn rồi, chỗ đó là đẹp tuyệt trời rồi đó. Rồi, ông đi kiếm chỗ này. Để tôi đi coi, ngáo thử coi có làm gì rồi. Ngáo đâu rồi, ngáo đâu rồi, ngáo đâu rồi. Trời, bỏ vô mày. Vậy ba. Trời ơi, con mày bự quá, nó dướng bà nó rồi. Trời ơi, đi chạy đi. Trời ơi, tao mệt, cho mày bỏ xuống. Trời ơi, mệt thằng này thiệt chứ các bạn ơi. Thôi mình cũng đi trốn đây. Một tí mà lỡ mà cô thấy mà lấy bà luôn á các bạn. Mình trốn ở đâu đây ta? Đi kiếm. Oh my god. Không biết cái này đúng không nữa. Cuộc đời là những niềm đau cô ơi.
tỉnh tay tỉnh tay tỉnh tay tỉnh tay tôi bay ơi tao chóng mặt quá mà hoài à nhưng mà tao không trốn được tao bất tỉnh rồi đừng kêu tao tỉnh nữa trời ơi cô hà nó đi cô ơi hà đi nhìn nó tội quá rồi cô đã nói rồi đứa nào trốn ra ngoài là cô chặt đầu nó bị đầu cô thằng này chủ mưu nè xỉu rồi mày bị đánh ngu dữ đúng rồi tao giận con rồi lại ăn cơm nha. Ăn cơm đi bạn ơi đau đau đầu quá bây giờ mình là thầy giáo Hi Ha thầy giáo Hi Ha Si Biker mình sẽ dạy cho lũ con nít này một bài học thật là thích đáng luôn được rồi trường mà áo giấu tùm lum tùm la được rồi vô thôi la 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 tụi nó kìa làm gì vậy à? Em lên đi tìm kẹo. Bước vô cho thầy. Bước vô thầy. Đừng giở mặt với thầy nghe. Thầy là mê cha sẽ biết cơ. Thầy rất là to té trời. Thầy điểm danh cái camera cái mây đó. Camera tàu hủ dạ. Tao cái camera mày cũng có đâu mày xạo quá mày. Camera super ngáo. Camera giùm mây. Kêu giùm mây mà không có. Sao camera giùm mây đâu phải tên con đâu mà có. Trời, thầy thích làm gì thầy làm. Thầy mà Rồi tàu hủ TV Man. Dạ đó. Ai cho mày có mày. Ủa gì vậy? Thầy thích thầy đánh thôi. Thầy là thầy của mấy đứa mà. Đi vô đứng vô đàng hoàng. Đừng có tào lao nha. Thầy không phải là chơi đùa của mấy đứa nha. Thầy đi làm đồ ăn. Thầy mà thấy đứa nào mình lén phán lén phán thì chọc cái cây vô cái con mắt của mày nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thầy cái lũ con nít trong cái trường mẫu giáo này đứa nào cũng đau nhau 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 nhức hết cái đầu à. Mình cũng phải đi làm đồ ăn cho nó thôi. La 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 la. Ê tụi bay ơi, ông thầy này hung dữ quá. Hay mình bỏ chỗ đi, ổng đi mà ổng không khóa cửa hay gì luôn kìa. Đúng rồi, bỏ chỗ này. Ừ đúng rồi đó, tụi mình chỗ mày. Không biết bây giờ tụi nó làm cái gì ta. Nấu đồ ăn ở đây mà không biết mấy thằng này nó có bỏ chốn không nữa. Đây rồi, mình có một cái camera, mình sẽ dùng nó để coi mấy thằng quỷ sứ đó. Coi nếu mà nó bỏ chốn là hay bà với mình liền các bạn, cho nó ăn cây liền. Đâu rồi, cam đầu tiên coi. Bây giờ mình là phải kiếm cái căn nhà nhiều góc vô, hiểu không? Tụi nó bây giờ trốn mấy cái nhà mà coi dễ tìm luôn. Mà nhà nào có nhiều góc? Tôi biết căn nhà là nhà này góc vậy. Hay là để tẻ mình chia mình trốn đi. Mỗi đứa một căn đi. Mỗi đứa một căn đi. Ồ, coi các bạn ơi. Ồ, tụi nó đi rồi các bạn. Quạt cam số 4. Chạy đi à. Ồ, mỗi đứa một ngã luôn. Dữ. Chạy đâu cho khỏi nắng hả mấy đứa ơi. Ồ, thầy thấy thằng tàu hủ đi đâu đây. À, thấy hết rồi nha. Ồ, là la. Bài đặt trốn hả? Vậy sao mà trốn thoát khỏi thầy được? Bây giờ mình đến lúc phải cho nó nếm mùi lợi hại rồi. Đi đôi. Tụi nó trốn ở đâu hết giờ mấy bạn nè? Hồi nãy mình thấy Jimmy với lại con bé gọi là Kimmy nó trốn đâu bên đây nè. Kiếm tụi nó coi. Ở đâu đây ta? Không có à. Lên lơ. Giữ cái bài. Chui cái gì mà chui dở vậy ta? Này ai vậy? Ồ, cái này cha biết mà nè, thì chỉ có đâu, là zombie đây. Đúng không? Chúc mừng áo hả? Ồ, tội nghiệp con quá à, ha. Mày kiếm tiếp rồi. La la la. Hồi nãy mình thấy con Kimmy đi đâu hướng này nè các bạn ơi. Cửa mở.
Cửa mở như thế này thì chỉ có thể nó trốn ở trong đây thôi. Còn trốn đi đâu nữa? À, đóng cửa lại cho nó đừng có ra trước. Từ trên xuống dưới các bạn. À lộn, từ dưới lên trên các bạn ơi. Ghê ghê ghê, con nhỏ này chống cẩy nè, chống cẩy dữ nè. Vậy là chỉ có trên lầu thôi. Chỗ này không có. Ôi giời ơi, trốn đâu? Ồ, nó lại các bạn ơi. Nó lẩm nhẩm gì đây? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Nó bự vậy mà nó trốn sao cái bàn này thấy hết rồi. Ô. Hello. Trốn đâu trong đó con? Con đi kiếm cái gì kìa bố? Con bị rớt. Rồi giúp con kiếm xong chưa? Con đi ra đi con. Dạ con đi ra đây. Dạ, đi ra để thầy giúp con cho. Được rồi, bây giờ hai đứa còn lại là bên nhà ở đâu, nhà màu hồng ở đằng kia kìa các bạn à. Đi thôi, đi tới đó thôi. Đâu rồi, hồi nãy là thấy nó đi đằng cửa sau vô nè các bạn. Để mình đi cửa sau luôn cho nó chắc ăn coi. Đâu rồi. Nó trốn cái kiểu gì đây? Ủa. Ồ, oh, oh, bò đi đâu con, bò đi đâu con. Ồ, oh, dữ à, đóng cửa luôn. Thầy ơi, đừng dí con nữa thầy ơi. Con chạy rồi, con bò đi đâu vậy, con bò đi đâu vậy? Thầy để con biến lại bình thường rồi. Rồi con đứng dậy đi con. Con biết lỗi rồi thầy ơi. Thôi thầy đừng quýnh. Nghĩ sao đừng quýnh mày. Cái thằng còn lại ở trốn đâu vậy? Ồ, oh, nó ở đây. Trời ơi, nó chui vậy mà nó cũng chui được đó. Trời, chịu khó dữ ha. Chuột thầy ơi, chuột kêu. Ồ, oh, chuột luôn. Đồ con chuột này bự dữ các bạn ơi. Chuột nó không có cắm à. Rồi nó lại bò nó rồi. Nghĩ sao rồi, em bé mà chạy với thầy vậy? Nhanh dữ, nhanh dữ. Thầy ơi. Ừ, sao? Thầy ơi. Trời ơi, sao sao sao? Nói đi con. Ê, em có lời muốn nói. Rồi con nói chăn chói cuối cùng nha. Đi. Con chăn chói đi. Là ai đó đừng có nghe mà. Mất dạy, mất dạy hả mày? Mất dạy. Bà quái súng găng. Lô 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 lô. Ồ, mấy đứa nhóc kia kìa. Trời ơi, sao không biết thầy biết được đây? Sao không biết được? Mấy đứa ngu quá à. Thầy đã có camera đầy đủ ở đây hết rồi. Mấy đứa có trốn đằng trời thầy cũng biết rồi. Trời ơi, mà thả cho mình đi. Nên gì thế? Hãy học hành cho đúng vô đây. Đừng để hay phải nóng, hiểu chưa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ở đó đây, thầy đi lấy đồ ăn cho. Khỏi hồng mà trốn, không có trốn được đâu ha.